Nhung, em đi đâu vậy? Thì em tới gặp anh nè. Gặp anh? Gặp chi vậy? Em muốn đưa anh tới một nơi. Anh còn phải chơi game nữa. Tới chỗ này, anh muốn chơi bao nhiêu cũng được. Săn boss bao nhiêu cũng được. Đi, đi mà. Nhưng mà... Nhưng mà gì nữa? Rồi, anh đi với em. Đi anh. Anh. Gì vậy? Anh uống tạm nước lọc đi anh. Nhà em không còn cái gì khác hết. Anh uống gì cũng được hết á. Cái này nước lọc á hả? Dạ. Nước lọc á mà qua tay của em á, nó sẽ trở thành nước yến. Uống vô á, nó sẽ tăng cường sinh lực á. Anh này khéo nói quá à. Anh. Em có một tin vui muốn báo với anh đi. Tin gì nói đại đi. Em sắp có việc làm rồi. Chị bạn em giới thiệu em đi làm trợ lý riêng cho một ông giám đốc. Không, không có được đi làm đâu ngang. Ủa sao vậy? Anh phải mừng cho em chứ. Không có được đâu. Em thấy không? Em thì thơm tho ngon lành, thơm như muối mít vậy đó. Đi làm thư ký riêng cho thằng cha giám đốc hả? Chẳng khác nào đem nguyên cục mỡ dâng trước miệng con mèo. Làm sao con mèo nó không đớp được. Thôi mà anh lại gan bóng gan gió rồi. Em chỉ yêu có mỗi mình anh thôi mà. Bây giờ vậy đi. Nếu như mà em nói yêu anh đó hả, em đừng có đi làm nữa nha. Nhưng mà không đi làm thì tiền đâu em trang trải cho cuộc sống, rồi tiền đâu em gửi về giúp gia đình chứ. Anh sẽ lo hết cho em. Không được. Em không muốn mang tiếng lợi dụng anh đâu. Em à, em thương yêu anh thiệt lòng. Biết bao nhiêu người có tiền của yêu em đâu có chịu đâu. Anh biết mà. Trong khi anh chỉ là một nhân viên bình thường, vậy mà em vẫn yêu anh đó thôi. Anh biết. Cũng chính vì vậy á mà anh lại càng yêu em nhiều hơn. Anh nhất định không để cho em vất vả. Anh nhất định sẽ lo cho em một cuộc sống thật đầy đủ. Cuộc sống của em còn có nhiều thứ phải lo. Anh không đảm đương nổi đâu. Anh thấy đó, đến một cái tivi, tủ lạnh, nhà em đâu có cái gì đâu. Thôi được rồi, ngày mai anh sẽ mua cho em, được không? Thiệt hả anh? Anh nói thiệt chứ. Thương anh quá à. Thương con mèo này quá à. Cảm ơn anh. Anh vô đi. Anh ngồi đi. Nhà này là... nhà của em á. Anh ngồi đây, anh muốn uống gì em lấy. Gì cũng được em. Mình uống rượu nha. Nè, mời anh. Từ trước tới nay, anh là người đầu tiên mà em đưa về nhà đó. Nói vậy anh vinh hạnh quá. Nhưng mà anh rất thắc mắc là... chuyện gì? Là... Em chỉ là một đứa con gái mồ côi, bị ba mẹ bỏ rơi không thương tiếc. À, em nhớ rồi. Có phải anh thắc mắc tại sao một đứa con gái mồ côi như em lại có một cơ ngơi như thế này, đúng không? Ừ, đúng rồi đó. Thật
Thật ra ba má em rất giàu, nhưng cách đây 4 năm họ đã quyết định chia tay nhau. Ừ thì mỗi người đi tìm hạnh phúc mới cho bản thân. Đối tượng kết hôn của cả ba lẫn má, chẳng ai muốn vướng bận đứa con riêng là em. Vì vậy ba má mua cho em căn hộ này, rồi quẳng em ra đây cho rảnh nợ. Vậy thôi. Sống như vậy cũng tốt, tự do rong chơi, không phải lo cơm áo gạo tiền gì hết. Anh à, hả? Anh có muốn đi đâu đó chơi thật xa không? Tự nhiên em thấy chán thành phố này quá. Thì anh anh yên tâm, mọi thứ em sẽ đài thọ hết. Anh muốn đi đâu, chỉ cần anh đi cùng là em thấy vui rồi. Anh đi nha. Thái Lan, Singapore hay bất cứ nơi nào mà anh thích. Vấn đề thủ tục cũng là chuyện nhỏ luôn, ba em sẽ lo liệu hết. Nhung nè, anh nói cho em nghe nè, anh với em á chỉ mới là bạn của nhau thôi, vậy mà em lại dắt anh về nhà nè, rồi rủ anh đi chơi xa nữa. Em không có sợ anh lừa gạt hả? Sao cười? Dạ. Con về nha. Dạ. Em về luôn nha chị hai. Cô ba về ha. Ba má con về. Về nha. Về đến nhà gọi điện cho ngoại nha. Dạ. Thôi, ba má đi nghỉ nha. Dạ. Dạ, ba má nghỉ ngơi. Phúc ơi Phúc, ngủ gì mà trùm kín mít vậy con? Phúc ơi. Ủa, con có trong này không Phúc? Em nghe dượng ba có bồ nhí thiệt á. Em đừng có đón già đón non nói lung tung. Lấy vợ chồng con Hạnh nó xích mích thì sao? Thì cũng vì thương cô ba, cho nên em muốn nhắc nhở cổ, cho cổ đề phòng thôi chứ bộ. Thôi, đừng nói chuyện đó nữa. Má xuống kìa. Dũng, Thảo, hai đứa con có thấy thằng Phúc đâu không? Dạ. Ủa? Ủa chú Út ở trong phòng mà má. Má không thấy thằng Phúc ở trong phòng, không biết nó đi đâu từ lúc nào nữa. Rồi, như vậy là chú Út dở bài lòn cửa sau nữa rồi. Nói vậy nó thường lén đi cửa sau vậy lắm hả? Dạ, dạ. Đây là con kể cho má nghe nè, chú Út á là lúc nào cũng á. Dạ không có đâu má, thằng Phúc thỉnh thoảng đi uống cà phê vậy đó má, thỉnh thoảng thôi à. Dạ đúng là ăn chưa no lo chưa tới mà. Hai đứa con là anh chị, phải phụ má dạy dỗ em nghe không? Dạ. Dạ má lên ngủ đi. Má lên ngủ đi, má ngủ ngon nghe. Nghe chưa? Nghe chưa? Thì nghe. Má nói rồi đó, mình là anh chị, bao che đi, mai mốt ba má mà biết được một cái hả? Dạ lây luôn cho anh coi. Anh biết rồi, thì anh cũng la mắng nó chứ bộ. Nó hứa học hành trở lại rồi. Thôi anh ơi, chú Út mà hứa giống như là nước đổ lá khoai vậy đó, anh tin không? Chứ em hả? Không bao giờ tin. Em cũng thấy đó, là cả tuần nay hứa được đón thằng Nhân đúng giờ, nó làm được đó. Thì tại vì chú Út nghĩ á là em nắm được cái thớp của chú Út rồi, cho nên mới làm vậy. Chứ không thôi hả, còn khuya à. Nếu nó không chăm lo học hành để trả nợ á, thì anh sẽ là người đầu tiên mét ba má, được chưa? Để coi, làm được mới nói. Uống nước đi em. Uống đi. Không uống. Bỏ xuống. Thì bỏ xuống. Không uống anh uống. Nó không uống mà lì dễ sợ.
phải chăm chút cho bản thân hơn. Ông Trung lúc nào cũng chải chuốt bóng loáng như vậy. Nếu mà để mình trở nên giàu dĩ như vậy, ông chán là phải rồi. Nhớ lời tôi dặn, chưng diện lên. Và đặc biệt là phải biết ngọt cào với ông. Nhớ chưa? Mực ngọt chết ruồi mà bà. Phải cố giữ lấy hạnh phúc của mình mới được. Có chuyện gì lo lắng đúng không? Giờ tôi thấy lo mấy đứa con mình quá. Lo cái gì? Tụi ta làm ăn khấm khá, cuộc sống yên ổn, bà còn lo cái gì nữa? Tôi thấy tụi nó không có được như mình tưởng đâu. Đã vậy thằng Dũng nó còn nói nó buôn bán thuốc tây gì đó kiếm được nhiều tiền. Tôi đâm ra lo hơn. Chuyện của thằng Dũng á, tôi cũng thấy lo. Nhưng mà tôi cảnh báo nó rồi. Vậy còn vợ chồng con Hạnh, ông có thấy cái gì khác thường không? Có. Vợ chồng nó hình như không được vui vẻ cho lắm. Nhưng mà vợ chồng nào mà không cắn đắng nhau, hơi đâu bà lo. Có vẻ trầm trọng, chứ không phải là chỉ đơn giản là những cắn đắng thông thường đâu. Tại sao bà nghĩ vậy? Ngoại, con này đẹp không ngoại? Đẹp quá. Nè Minh Bảo, hè này con lên Đà Lạt sống với ông bà ngoại nha, con thích không? Dạ con thích, con thích sống với ông bà ngoại. Cháu ngoại ngoan, ông bà ngoại cũng nhớ con quá đi ha. Nhưng mà ngoại, phải nói má đi chung với con nha. Con mới đi thì con mới chịu. Cái thằng chó con này, lớn rồi mà đeo mẹ vậy đó. Má con chỉ có thể lên chơi với con mấy ngày thôi, rồi á vì má con còn bận công việc ở nhà nữa, rồi ít bữa khai giảng xong á, tới ngày vô trường á, bà má con lên đón con về được không? Con không đưa má, nhưng con đi rồi má ở nhà một mình buồn lắm, mỗi khi ăn hiếp má không có ai bên giật hết á. Con nói sao, ba con thường ăn hiếp má con lắm hả? Ba với má cãi nhau hoài, con chán lắm ngoại ơi. Con à, tối hôm trước hai má con về nhà đó, ba má con có cãi nhau không? Lúc mới về thì không có, nhưng lúc con ngủ rồi thì con nghe tiếng cãi nhau quá trời luôn. Rồi ba xô má té. Có chuyện gì nữa sao? Tôi sẽ đi nói chuyện với vợ chồng đó. Thôi ông, khuya rồi, nóng giận làm cái gì? Con Hạnh nó đã giấu, không muốn cho vợ chồng mình biết. Nghĩa là nó muốn bảo vệ chồng nó. Bây giờ mình xen vô, không chừng không giúp được gì, có khi làm hại con gái thêm. Vậy bây giờ bà tính sao? Chuyện của vợ chồng nó, tôi có biết gì đâu tính. Ông à, để từ từ tôi lựa lời nói chuyện với con Hạnh coi làm sao nha. Thôi được rồi, bà tính vậy cũng phải. Mình phải cố gắng dằn lòng, không lớn tiếng, không hạch sách, từ từ khuyên giải. Cố gắng, cố gắng, cố gắng, cố gắng. Anh về rồi hả? Ờ. Em mừng quá. Nãy giờ em cứ lo
là anh uống rượu rồi về không an toàn. Đâu có gì đâu. Anh soạn mấy giấy tờ cho sếp, đâu có thời gian đâu mà uống rượu đâu chứ. Anh đi tắm rồi thay đồ đi. Em đi xuống thăm lại thức ăn cho anh ăn nha. Không cần thiết đâu. Em nghỉ đi. Hôm nay thấy em lạ lắm nha. Sao em chịu đi ngủ trước đi? Chờ anh chi vậy? Anh chưa có về thì làm sao mà em ngủ được. Mà nè, lần sau á, nếu mà anh có đi đâu á thì em đừng có đợi anh nữa. Em đợi anh như vậy á, anh ấy nấy lắm. Vẫn là cái mùi lạ đó. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh lại. Đi ngủ đi em, anh mệt quá. Tắt đèn nha em. Để anh ngủ đi mà, mệt quá Dạ xin mời. Ông Dũng à, ông có chuyện gì muốn nói với tôi đúng không? Tôi có chút bằng phần. Chuyện là... Chuyện gì ông cứ nói tôi nghe coi. Thật ra làm việc với ông chưa lâu mà thu nhập rất khá. Tôi cũng ham lắm, nhưng mà tôi lại lo. Ông đừng có lo, không có chuyện gì đâu. Ông đừng có suy nghĩ xa xôi gì hết á. Tôi nghe nói là tuần rồi á, ông cũng tìm được mối ngon đúng không? Vậy ông cũng giỏi đó nha. Anh nhìn lại đi, đồng lương của anh á có nuôi nổi cái nhà này không? Con thì còn nhỏ, rất nhiều khoản cần chi tiêu, lại thêm thằng em lớn đầu của anh mà sống bám anh nữa kìa. Em mệt lắm rồi. Anh à, anh đảm bảo đó không phải là thuốc giả chứ? Tôi đảm bảo với ông, đây chỉ là hàng trốn thuế thôi. Tôi rất sợ, cứ nghĩ là mình đang tiếp tay cho người làm thuốc giả, hủy hoại sức khỏe của người dân mình.
Ông đừng có nghĩ lung tung, ông tin tôi đi. Làm ăn mà cứ lo lắng vậy sao khá nổi. Anh, bữa nay mình đón ba má về ở mấy bữa nha. Trời đất ơi, sao không để ba má ở bên chị hai đi, kêu về đây chi cho nó cực vậy. Sao cũng được hết. Vậy thì chiều anh tranh thủ về sớm rồi đón anh Bảo, xong rồi vợ chồng mình qua đó đón ba má luôn. Chiều nay hả? Ừ. Chiều nay anh kẹt rồi. Hơn nữa đón ba má mà em đi cũng được, cần chi tới anh, đúng không? Con mang giày ra sân rồi chờ ba. Hả? Để ba, để ba lấy cho. Đâu? Đó. Anh đó nha. Hả? Dạo này anh hay về trễ lắm đó. Bộ công ty của anh có nhiều chuyện quan trọng lắm hay sao? Thì cũng có chút chuyện, giám đốc nhờ chuyện này chuyện nọ thì mình phải làm thôi. Thời gian dư dư thì vài ly với bạn bè cho nó vui mà, xả stress đó mà. Vậy thôi nha, để anh đưa Bảo đi học ha. Có chuyện gì nói sau nha. Mày biết sống ăn phận từ hồi nào vậy? Khùng hả? Hay lần này Phương nở thật lòng? Mày nghĩ sao mà nói tao Phương ổng thật lòng vậy? Tao chỉ coi ổng là cái trải nghiệm đúng của tao thôi. Mà nè, không có chuyện của tao nữa, có chuyện của mày đi. Dạ, cho em hỏi mấy chuyện buồn buồn. Cho em nước khang. Dạ. Cho em trái dừa đi. Dạ. Tao á, chả có chuyện gì kể hết. Sao? Nhìn mặt mày người người hạnh phúc, vui vẻ như vậy, chắc chắn là đang yêu rồi. Sao mày không ra lau mà chịu, mà bói toán đi. Mày đặt đoán mò. Đoán mò mà không sai mới tài chứ. Mà thôi, kể thiệt đi. Bạn bè với nhau, thiếu làm gì? Có thể mày đúng. Thấy chưa? Tao nói là có thể thôi mà. Bản thân tao còn chưa xác định được. Tao không biết đâu, có phải là tình yêu không nữa. Dễ thôi, khi mà mày nghĩ tới ai đó nhiều nhất, rồi khi ở bên cạnh người đó mày cảm thấy vui vẻ và bình yên nhất, thì chắc chắn là mày đã yêu người đó. Chị là tao gần yêu rồi đó. Là anh chồng đúng không? Không. Chị ai? Ảnh là con nhà lành. Anh sắp trở thành kỹ sư rồi. Trời ơi, bạn bè thân thiết mà sao không thấy giới thiệu với tôi vậy ta? Tao sợ. Mày mà cũng biết sợ nó hả? Mà sợ gì? Tao không có sợ cho bản thân tao. Mà tao sợ ông Trọng, ông mà biết được, ông không để yên cho người đó đâu. Mày nói cũng đúng, người ta là con nhà lành, làm sao mà đối đầu với ông Trọng được. Bữa nay á, con có nấu mấy món mà ba má thích. Lát nữa má thử coi con có nấu ngon không nha. Ba má già rồi, ăn uống có nhiều nữa đâu. Được vui vẻ bên con cháu thì ăn muối cũng thấy ngon. Ở trên Đà Lạt nhiều khi nấu cơm xong ba má không muốn ăn nữa đó. Ba má phải ráng ăn để giữ gìn sức khỏe chứ. Tụi con không có ở gần ba má, rồi có chuyện gì tụi con không biết làm sao luôn á. Hạnh à. Dạ. Việc buôn bán của con vẫn tốt chứ hả? Dạ cũng đỡ lắm á.
Vậy còn chuyện gia đình của con thì sao? Dạ, cũng bình thường à má. Anh Trung á, anh cũng biết lo cho gia đình lắm. Hạnh ơi, ma thấy vợ chồng con không được êm ấm, đúng không con? Dạ, không có đâu má. Tính của anh Trung á, anh ham vui, thích nhậu nhẹt. Mà con á, thì không thích. Cho nên nhiều khi má đừng có lo, vợ chồng con không có gì đâu. Không có gì là tốt rồi. Con phải nhớ, hạnh phúc gia đình là điều quan trọng nhất. Đừng mãi mê lo chuyện làm ăn mà quên quan tâm đến gia đình, nghe không con? Giàu có mà không hạnh phúc thì cũng vô nghĩa thôi con à. Dạ, con biết rồi má. Em ơi, nhanh lên. Em với con làm gì lâu quá vậy? Rồi, 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 xong rồi nè, xuống liền. Trời ơi, hối quá. Má. Gì con? Má cho con ở nhà đi. Con còn nhiều bài tập chưa làm lắm. Bài tập nhiều thì để tối làm. Bây giờ con ở nhà đâu có ai nấu ăn cho con ăn đâu. Với lại hôm nay bên nhà cô ba nấu nhiều món ngon lắm. Mấy món mà con thích không hả? Nha. Phải đi chứ con. Lâu lâu ông bà nội xuống chơi, phải tới sum họp cho ông bà vui. Ừ. Nhưng mấy bữa nay mình sum họp rồi. Thôi nha, kêu đi là đi nha, nói nhiều quá nha. Đi. Nè, nói hai mẹ con nè. Đây đây. Nè con, đội vô. Mấy hôm nay em cố tình tránh mặt anh đúng không? Tại sao em phải né tránh anh chứ? Nói cho anh biết đi, thằng đi với em tối hôm trước là thằng nào? Anh thì khác. Anh không ép em phải lập tức yêu anh. Anh có thể chờ, nhưng tuyệt đối anh không cho phép bất cứ thằng con trai nào chàng ràng bên cạnh em. Em có toàn quyền, nhưng thằng con trai nào muốn tới với em thì phải đi qua cửa ải của anh. Nếu nó thắng được anh thì mới xứng đáng là người để em trao gửi tình yêu. Mình mà nói ra, thế nào anh cũng không để yên cho Thiên Phúc. Thằng nào? Sao em không nhớ? Em mau quên quá. Hay là em cố tình che giấu anh hả? Anh nói gì sao em không hiểu? Em đi với thằng nào, bao giờ? Để móp các cầu thủ võ lâm. Em bỏ anh lại đó, đi với thằng nào? À, hôm đó em không có được khỏe, em muốn về nhà nghỉ ngơi. Nhưng thấy anh đang vui, em không muốn anh bận tâm mà. Em nói thật không đó? Em sợ gì mà phải nói dối anh chứ. Mệt anh quá. Vậy cho anh xin lỗi. Giờ anh sẽ đưa em đi chơi để bù lại. Chịu chưa? Anh đưa em đi đâu? Tối nay tụi nó tổ chức một sòng bạc. Anh sẽ đưa em tới đó cho biết. Em không hứng thú. Với lại em có hẹn với ông già rồi. Anh đã hẹn với tụi nó rồi. Bây giờ biết tính sao đây? Thì anh cứ tới đó một mình đi, có sao đâu. Nhưng mà... Biết rồi. Có phải anh cần cái này không? Chỉ có em là hiểu anh nhất thôi đó. Em không quên những ngày mà em sống lang thang. Chính anh là người đã giúp đỡ và che chở cho em. Lần đầu tiên thấy em, anh đã biết em là con nhà giàu rồi. Buồn chuyện gia đình nên đi bụi. Thôi anh đi đi, em phải tới chỗ hẹn với ông già nữa. Ok, vậy anh đi nha. Ừ. Làm cách nào để tách ảnh ra khỏi đi ta? Thank you.
Sẵn có mặt tất cả các con ở đây á, ba má muốn bàn với các con một chuyện. Chị của em, chị cho anh mượn chút đi. Bảo, dẫn anh lên lầu chơi đi con. Leo, anh bị em chửi cũng kìa. Vậy không phải mỗi anh đâu. Đi, đi lên lẹ lên. Như các con đã biết á, nhà mình đã mấy đời nối nghiệp trồng hoa. Cái nghề đó con bà để lại. Bây giờ ba má đã già yếu rồi, không đủ sức để trồng hoa nữa. Mấy vụ rồi ba cho người ta thuê, ba xót ruột lắm. Bây giờ trong mấy con có đứa nào muốn làm vườn về nối nghiệp ông bà. Ba, cho con có ý kiến. Ba cũng thấy đó, tụi con đâu có đứa nào quen với việc trồng trọt vườn tược gì đâu ba. Với lại á, anh chị hai ở đây, vợ chồng con ở đây, tụi con ở đây á, yên nơi yên chỗ hết trơn rồi. Không thể nào mà bỏ công việc ở đây á, để về trển được. Không mấy như vậy đi, ba má bán khu vườn đó đi, xong á mình lấy cái tiền đó chia cho mọi đứa một miếng. Đó, còn bao nhiêu á, ba má bỏ vô ngân hàng, mỗi tháng lấy tiền lời á, là sống khỏe thôi. Cái đó là cái ý nghĩ của con thôi. Không được đâu con, khu vườn đó là của ông bà để lại, nó có rất nhiều kỷ niệm với gia đình mình rồi. Ba còn sống á, thì ba không muốn nó thuộc về ai hết. Ý của ba là vậy. Mấy con nghĩ cho thiệt kỹ đi, có gì rồi nói lại cho ba nghe. Bây giờ Dũng, con chở ba đi qua thăm mấy người bạn nghe. Dạ. Ba ở nhà chơi với mấy đứa nhỏ, tôi qua thăm mấy bạn già tôi chút. Ông đi nhớ về sớm nha. Ừ, biết rồi. Mình đi ba. Thưa má con đi. Ừ. Anh đi nghe mấy đứa. Dạ. Em đây. Em đang ở nhà. Thôi, em không tham gia đâu. Anh cứ đi chơi vui vẻ đi ha. Bye. Sao tự nhiên mình không còn hứng thú với những trò mà trước đây mình thích? Bây giờ mình muốn gì đây? Mình chỉ muốn được gặp anh ấy, được ở bên anh ấy mà thôi. Gọi điện cho Thiên Phúc. Alo. Bây giờ hả? Thôi được rồi. Ra liền nha. Má, mấy đứa bạn con á, rủ con đi cà phê tí xíu. Má cho con đi xíu rồi con về nha. Sao con đi hoài vậy? Má còn chưa hỏi tụi con cái bữa lén đi cửa sau nữa đó. Trời ơi, con đâu có đi suốt đâu. Con chỉ đi chơi một chút thôi. Con về sớm lắm má, thiệt. Nhớ về sớm đó nghe không? Dạ, con biết rồi má. Con. À, cậu Út. Dạ. Hẹn ở quán cà phê Võ Lâm Truyền Kỳ á phải không? Anh ba nói gì vậy? Đi cà phê bình thường thôi à. À vậy hả? À thôi dạ. Cậu đi đi. Dạ má con đi. Anh chị em đi nha. Chị hai nói chuyện với má nha. Để em xuống bắt cho ba nồi chè để ba về ba ăn. Thảo, thằng Phúc nó hay đi chơi khuya vậy lắm hả? Dạ thưa má, anh Dũng anh không có cho con nói. Nhưng mà bây giờ má hỏi á, thì con không dám dối. Chú Út á, thường hay đi chơi tới tối. Nhiều khi hả say xỉn về cứ ói. Con thì con muốn nói mà anh Dũng á, thì cứ phản đối. Rồi cuối cùng chị nhiều chuyện chị cũng nói. Tại má hỏi nên chị nói. Vậy nó đi đâu? Đi chơi tới khuya, nhiều khi tới sáng mới về. Đúng đó má ơi. Cậu Út nhà mình á hả, mê chơi game dữ lắm. Từ hồi á mà bị giật mất cái laptop á, là cậu không chơi ở nhà nữa, mà đi thẳng ra tiệm chơi không. Tiền ở đâu mà nó có nó chơi? Thì đó, con nói anh Dũng hoài mà anh Dũng đâu có nghe đâu.
chiều chú Út dữ lắm. Xin là cho, bao nhiêu cũng cho hết trơn á. Con không phải con hẹp hòi với lại em Út đâu, nhưng mà tại con sợ á, chiều nó quá, nó hư á má. Vợ con cũng vậy thôi. Mỗi lần nghe thằng Út về nó nói á, chị ba, cho em ít tiền đi chị ba. Khóc hơi á, tiền có bao nhiêu là móc cho nó hết. Tập cho nó hư không à má ơi. Vô đây kìa, kẹn ly đây kìa. Vô mày, vô. Trời ơi, đây kìa uống ngọt luôn. Ừ, vô. Tao có việc cho hai tụi bay làm đây. Ủa, việc gì đây kìa? Chỉ cần lại ca lên tiếng thôi, cho dù khó cách mấy, tụi em cũng hoàn thành. Không có gì khó hết đó. Ta chỉ muốn hai đứa bay theo dõi Mỹ Nhung, xem nó thường xuyên gặp gỡ những ai, rồi báo cáo cho ta biết. Quá dễ. Nhưng mà tuyệt đối không cho Mỹ Nhung biết chuyện này, nghe chưa? Dạ đại ca. Đại ca yên tâm đi, tụi em á sẽ làm việc kín đáo. Đối với em là quá dễ. Vô rồi. Biết gì vậy? Ý tao nói á, quá dễ á là đối với tao á là bình thường. Mày á. À, tao hiểu rồi. Ý nó nói là đại ca an tâm á. An tâm, nó lo rồi. Em nè, ở thành phố lâu như vậy á, mà bây giờ anh mới thấy được toàn cảnh thành phố đó. Đẹp kinh khủng. Anh, hả? Hay là mình đi vũ trường chơi đi, ở đây chán quá à. Ờ, vũ trường hả? Anh không có rành mấy cái vụ nhảy nhót đó đâu. Trời, anh nhà quê thiệt á. Thôi, không sao đâu, anh đi với em. Em chỉ một chút là biết liền à. Đi đi. Thôi mà em, không được đâu. Tại vì anh không thích mấy chỗ đó. Với lại anh chỉ ra đường cho thoáng chút thôi, anh còn phải về nhà nữa, không đi lâu được. Chán anh quá à. Anh giống như cậu ấm vậy á, lúc nào cũng sợ ba mẹ hết. Thôi được rồi, không đi thì không đi nữa. Bộ hôm nay á, em không thấy cái gì hết hả? Thấy gì? Thấy gì đâu? Bóng đèn hả? Không phải. Ý anh nói là hôm nay trời rất là đẹp, trăng thanh, gió mát. Chúng ta ở đây đi dạo, rồi hóng gió, có phải là thích không? Anh thấy là... Anh sao vậy? Dừng. Đi. Ê, để lên. Có chuyện gì vậy anh? Sao dừng lại đi vậy? Đi đâu? Lấy xe đi vũ trường. Đi. Thiệt hả? Chết rồi. Trời đất ơi. Tự nhiên cái gọi điện thoại về nhà làm đùng đùng lên. Cái ông này. Ủa, hôm nay ở nhà ngủ hả ta? Cũng được. Tưởng đâu đi đâu nữa rồi chứ. Coi thấy ghét không? Đâu có trả tiền điện, tiền nước gì đâu. Bởi vậy á, ngủ mà mở đèn sáng trưng à. Quỷ yêu. Thằng Phúc nó ngủ ở nhà chứ không có đi đâu hết á. Vậy hả? Anh biết rồi. Sao con?
Dạ, dạ con nói là thằng Phúc đang ngủ ở nhà ba má. Sao có thể như vậy được? Kính mắt ba thấy nó mà. Mắt mũi kèm nhèm, ông nhìn lộn chứ gì. Dạ thôi, ba má nghỉ ngơi đi, con xin phép về nhà con bên đó. Anh Hai về nghe mấy đứa. Dạ. Xin phép ba má con lên lầu nha. Ừ. Rõ ràng là tôi thấy thằng Tiêu Phúc nó đang đứng với con nhỏ nào đó. Làm gì có chuyện lầm lẫn được chứ. Hình như thằng Tiêu Phúc nó cũng nhìn ra tôi hay sao đó. Bởi vậy nó bỏ chạy như ma đuổi vậy đó. Bà sao vậy? Là nhờ ngồi thư ra vậy? Dạ, tôi nói ra điều này, ông phải hứa là ông bình tĩnh nghe không? Đừng có làm ầm ĩ lên, không có tốt. Thôi được rồi, bà nói đi. Thằng Phúc nó... Thằng Phúc nó sao? Nó sao? Nó không được ra trường. Nó không được ra trường? Ông hứa là ông bình tĩnh mà.